Chào mọi người, mình là Leo Lee, mình là founder của trang Leo Lee Education. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn gọn để chỉ cho bạn biết một chút thêm về cái trang Facebook của mình, để những bạn nào có quan tâm đến sử dụng dịch vụ bên Leo có thể sử dụng cái trang Facebook mình một cách hiệu quả nhất. Thì đầu tiên là khi mà các bạn vào trang của Facebook của bên mình gọi là Leo Lee Education, thì các bạn sẽ thấy là cái cover page. Trên cái cover page thì bên mình có cập nhật những cái package hoặc là những cái tin nổi trội trong thời gian gần đây. Giả dụ như là hiện tại thì chúng ta đang có rất nhiều các cái học bổng cho các bạn học sinh muốn tham gia nhập học trường UTAS cho năm 2020. Thì những bạn nào mà quan tâm đến học bổng ở dưới UTAS thì có thể liên lạc với bên mình. Bên cạnh đó thì mọi người cũng đã biết là bên mình làm rất mạnh về mảng du học cũng như định cư vùng miền. Thì những bạn nào quan tâm tới việc chuyển xuống SA, Tasmania, ACT hay Northern Territory cũng có thể là ở bên Leo. Và một số những dịch vụ nữa mà bên bên mình được biết đến đó chính là việc chuyển đổi kinh nghiệm của bằng cấp Úc. Thì nói tóm lại là những bạn nào mà có bằng cấp nhưng có kinh nghiệm nhưng không có bằng cấp tương đương thì các bạn có hoàn toàn có thể làm chuyển đổi. Gần đây bên mình làm chuyển đổi rất nhiều cho những bạn có kinh nghiệm làm việc ngành nails. Ok, và cuối cùng là cái package mà đang rất được các bạn ủng hộ, đó chính là xin visa 485 miễn phí cộng với professional year và một khóa học ở dưới Tasmania nhằm xin cái đề cử 491, cũng như là xin visa student miễn phí cho những bạn mà sắp sửa hết visa 485 cộng với học một khóa một năm ở Tasmania. Ok, thì để không bỏ lỡ bất kỳ một cái thông tin nào ở bên Leo, các bạn nhớ ấn vào nút following và vào phần newsfeed các bạn bấm vào see first, cũng như phần notification các bạn có thể ấn vào on. Như vậy thì trong tương lai các bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái post nào mà bên mình post lên. Thì theo như các bạn mà muốn theo dõi video, các bạn ấn nút video ở đây thì các bạn sẽ thấy là bên Leo có rất nhiều các cái video, rất nhiều cái nội dung có ích cho các bạn, bao gồm những cái livestream mà bên mình có làm cũng như là một chút về cuộc sống ở dưới Tasmania. Những thông tin này là những thông tin mà mình làm bởi vì các bạn du học sinh rất muốn hiểu thêm về cuộc sống vùng miền như thế nào. Và again, cũng có rất nhiều các cái folder khác cho các bạn tham khảo, như kiểu question with Leo Lee, client testimonial và so on. Ok, và dành cho những bạn nào muốn có thêm những thắc mắc, thì các bạn có thể gửi qua cái inbox cho mình. Thì bên mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Thì như các bạn đã biết thì bên Leo có nhận được rất nhiều các cái inquiries. Thì bên mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn càng sớm càng tốt. Ok. Thì hôm nay cái video nó chỉ có vậy thôi. Thì mọi người nhớ tiếp tục ủng hộ bên mình. Again, mình là Leo, mình là founder của trang Leo Lee Education. Bên mình chuyên làm về mảng định cư cũng như du học vùng miền. Thì hy vọng trong thời gian tới có thể giúp đỡ thêm được nhiều bạn đạt được giấc mơ định cư ở dưới vùng miền hơn nữa. Cảm ơn.